tiền vệ Sông Lam Nghệ An vào top 60 cầu thủ triển vọng thế giới. Trong danh sách 60 cầu thủ triển vọng của báo Anh Guardian, tiền vệ 17 tuổi Lê Đình Long Vũ được ví như ngôi sao Man City Phil Foden. Danh sách của Guardian gồm 60 cầu thủ sinh năm 2006 có tiềm năng trên khắp thế giới, và Long Vũ là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt. Ngoài ra tại châu Á, cũng chỉ có thêm 2 cầu thủ được chọn là tiền đạo Gaku Nawata, Nhật Bản, và Kim Mi-ung-jun, Hàn Quốc. Danh sách còn có những cầu thủ đã có danh tiếng như Enric, Real Madrid, hay Uren Yair-Emery, PSG. Guardian thành lập năm 1821, là báo hàng đầu Anh, có cả bản in và online. Theo Simila, báo này có 329,8 triệu lượt truy cập trong tháng 9 năm 2023, đứng thứ 3 ở Anh sau BBC và Daily Mail. Hàng năm, họ chọn ra danh sách 60 cầu thủ 17 tuổi có triển vọng, dựa trên thông tin từ những cây viết cộng tác với họ trên toàn thế giới. Phần giới thiệu về Long Vũ trên Guardian được nhà báo John Dueden chắp bút: Việt Nam may mắn vì có nhiều cầu thủ kỹ thuật, nhanh nhẹn và đá tốt bằng hai chân, và cổ động viên đã háo hức mong chờ Long Vũ có thể tiến xa đến đâu. Cậu ấy gây ấn tượng lớn ở giải U17 châu Á, đến nỗi được gọi lên U23. Tốc độ, hình thể nhỏ con, khả năng rê dắt và tạt bóng vào cấm địa của Long Vũ khiến nhiều người so sánh cậu với Phil Foden. Các cầu thủ trẻ Việt Nam thường không tiến bộ nhiều như kỳ vọng, nhưng Long Vũ có thể tiến rất xa nếu được huấn luyện đúng đắn. Long Vũ sinh ngày 27 tháng 5 năm 2006 tại Hà Tĩnh và chuyển sang tập ở Lò Sông Lam Nghệ An năm 11 tuổi. Anh là thành viên U17 Việt Nam tập huấn tại Đức năm 2021, sau đó khoác áo U19 và U23 quốc gia. Tiền vệ cánh cao 1,71m chưa được lên đội 1 Sông Lam Nghệ An để chơi tại V-League. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn từng dìu dắt Long Vũ qua nhiều cấp độ trẻ và ông cũng cho rằng anh có tiềm năng. Long Vũ có kỹ thuật và tư duy chơi bóng tốt, ông nói với Veni Stress. Thể hình bé là bất lợi, nhưng cậu vẫn có thể phát triển hơn nữa. Việt Nam từng có một cầu thủ cũng vào danh sách của Guardian là tiền vệ Phan Thanh Hậu năm 2014. Thanh Hậu thuộc lứa 2 của Học viện Hoàng Anh Gia Lai, chơi cho đội 1 thời 2015-2022 nhưng mới chơi 50 trận ở V-League. Ở tuổi 26, anh đang đá cho Phù Đổng tại hạng nhất. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.